xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Hayate đi rừng. Trời ơi, bây giờ cái con tướng này nó rất là mạnh nha các bạn. Trời ơi, mạnh quá trời luôn. Mà đậu xanh cái bộ trang bị đi rừng lại không có cái kiếm mà gọi là không phải cái cung bó tố là thế nào. Lại cứ phải soạn đồ à, gắt thế nhỉ. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Hayate đi rừng. Và đặc biệt hôm nay thì mình sẽ lên cho nó cái thanh kiếm nha các bạn. Hôm trước thì mình có làm clip về vị tướng Hayate mà đi đường tà thần đấy. Thì được nói chung là nhiều bạn gọi là comment kêu anh lên thanh kiếm cho Hayate đi bắn phê lắm. Trời ơi, mà công nhận lên thanh kiếm nó bắn phê thật. Chứ không phải về đùa nha các bạn. Trời ơi, bắn mùa này nó lên Hayate. Hayate mở lên thanh kiếm thì nó cứ gọi là Kimochi. Ui giời, sướng không chịu được. Đấy, tính tính nha. Ủa hay quá, có bạn gọi là support bạn ấy vào coi rừng coi. Bên kia Nakarot nó đi rừng, đâm ra mình cảm thấy nó hơi sợ hãi một chút. Hay. Mới vào thôi, bạn Toro bên kia đã kêu hay rồi. Ui giời ơi, má đỏ hồng hồng hay đúng không? Hôm nay là ngày lễ nha các bạn. Hôm nay ngày lễ mùng 10 tháng 3. Trời ơi, từ sáng đến giờ em cứ đi ra đi vào, đúng không? Đi vào tại vì sao? Sụp mất điện, đầu xanh nó không có điện để làm clip cho anh em xem. Trời ơi, mình cảm thấy bối rối bứt rứt trong lòng. Chỉ sợ mọi người đi chơi mà quên đường về. Đấy, quên like cho mình một phát. Đâm ra thì mình cảm thấy nó cứ gọi là bồn chồn hết vãi cả ấy luôn ý. Trời ơi, bực mình lắm luôn ý. Đấy, chờ mãi giờ mới có điện để làm clip cho các bạn xem này. Đấy, các bạn có thấy mình gọi là tận tâm với nghề không? Đang nghe ngày lễ làm phải đi chơi đi bời nhưng mà mình vẫn cố gắng làm clip cho các bạn xem đầy đủ. Đấy, bạn nào mà không xem thì nhớ gọi là cho mình xin một like nhá. Rồi đi chơi rồi về tối coi sau nhá. Đấy, cứ gọi là like một phát đã rồi tính đâu thì tính tiếp. Úi giời ơi, sấy vào mồm nè. Chết. Toro tới, sợ quá, con bò tới. Con bò này là con bò cười không sợ. Quýnh nó luôn. Trời ơi, 4-1 không chột cũng què. Nakarot đem bạn bay vào giờ mông teo nát tốc biến qua bức tường rồi. Nhưng mà Nakarot quyết tâm truy sát đến cùng luôn. Mình bay vào mình giết chết sạch Kakarot này. Hãy xem ta chừng trị đây, đầu xanh chừng trị không được mà mình chết luôn còn đâu. Nhanh vậy? Tại sao vậy? Tại sao Vera bên kia nó nhanh tay quá vậy? Rồi hai Vera đang sờ nhau. Rồi Ginu ra sờ mông vì tướng Vera cái. Người ta gọi là thừa nước đục thả câu. Rồi anh ta đang đứng làm gì đây? Anh ta bay lên. Bụp. Ui rồi ôi, chất lư. Vâng, một pha sờ mông mà trong bụi lùm. Quá là chất đi từ anh Ginu. Anh ấy vừa làm một cái pha có thể nói là rất cơ nhà mà sắc. Một trong những cái pha mà mình rất là thích thú. Cái con tướng Hayate các bạn. Các bạn sử dụng chiêu 1 nó phải chuẩn xác nha. Phải chuẩn xác nha. Nếu các bạn sử dụng chiêu 1 không chuẩn xác thì nhiều lúc các bạn sẽ bị chết quéo cuồn cua một cách rất là ức chế luôn. Tại sao các bạn biết không? Đây là một vị tướng xạ thủ rất cơ động. Nhưng nếu mà không có nội năng thì nó cũng giống như là phế vật thôi. Không tí nào, không thể nào mà sử dụng cái chiêu 2 và chiêu cuối được. Đâm ra các bạn sử dụng chiêu 1 phải thật sự là chuẩn xác. Đó. Mình thì nhiều lúc mà mình, các bạn có biết mình không? Mình là một con người chơi nó kiểu như chơi thể hiện các bạn ạ. Mình chơi để thể hiện, các bạn biết thể hiện như thế nào không? Hổ báo cáo trồn lao lên ấy. Nhiều lúc mình lao lên một phách rất là ngu người luôn. Đấy, đâm ra thì nhiều lúc tạo ra được những cái pha gọi là đột biến, gọi là khủng hoảng tinh thần. Nhưng mà nhiều lúc gọi là mình lao lên một cái mà kiểu như sử dụng chiêu mà nó không chuẩn xác một cái ấy. Hết nội năng cái, có bị có chiêu 2, có chiêu cuối. Méo làm được cái gì, cay cú quá. Tên bên kia đang làm gì đây? Hả, à, mấy bạn muốn làm gì tôi? Hả, à, muốn làm cái gì tôi? Hãy xem tới đây, pew. Bắn rất là gắt, bay lên phang một chiêu cuối vào đầu thì tướng Toro luôn. Như vậy là Toro bay vào rồi. Bay vào nhưng mình bắn chiêu 1. Bắn chiêu 1 chết ngắt luôn rồi, quéo con cô luôn rồi. Hết máu là đây, bây giờ đi về cái nhá. Giờ này thì mình sẽ không lên cho vị tướng Hayate đó là cái cây gọi là gươm sấm sét nữa. Và thay vào đó thì mình sẽ lên cho nó cái thanh kiếm nha. Ui dồi ôi, này thì Nakarot này. Mà rồi ăn cơ đấy. Ui dồi ôi, Van Heo tem bạn kia làm choáng tớ rồi kìa. Cứu tớ với. Đúng rồi, hay quá. Tem bên kia cũng xuất hiện Vera luôn. Vera hôn gió vào mồm Teonat đứng lại và nhìn cái ánh mắt gọi là thèm thuồng. Nhưng mà vị tướng Vera bên kia nó cũng chạy về luôn rồi. Hai bên không hoãn giao tranh lại với nhau hết. Đó, chờ mình ăn xong cái con chim này nhá. Đó, sử dụng cái chiêu 1 chuẩn xác ấy, nó hồi nội năng rất là nhiều. Còn nếu các bạn sử dụng chiêu 1 không chuẩn xác ấy, úi giời ơi. Ôi giời ơi, Van Heo bên kia nó còn chết trong trụ cơ, đi lộn chết trong bụi lùm cơ. Cái chết tê tái là cái chết mà không ai gọi là nhìn thấy đâu, chuẩn nhá. Ê, ủa Toro này, hãy xem ta đây. Yeah, sấy vào mồm nè, gắt chưa, 4-1 luôn rồi. Các bạn thấy mình gắt chưa? Bây giờ mình sẽ lên cho nó cây kiếm Fanny nha các bạn. Không lên người giấm xét nữa. Thay vào đó thì mình sẽ lên cho nó cái kiếm Fanny. Hiện tại thì mình đang phải xài cái bảng bổ trợ đó, tốc độ chạy cộng 10%, tốc độ đánh cộng 14%, không có một giọt nào hút máu. Đâm ra mình sẽ lên cho nó hai món hút máu, đó chính là cây cung bao tố với cả kiếm Fanny. 20% hút máu là mình nghĩ là quá đủ luôn rồi. Giày thì mình sẽ trang bị cho nó, đó chính là cái giày gọi là du mục, tăng tốc độ chạy. À, tốc độ đánh quên, em nhầm. Căng thế, làm cái gì đâu mà căng thế. Đôi lúc người ta có nói lộn nói lại đâu mà làm cái gì đâu mà căng nha, nói lộn nói lại nha.
trời ơi chết. Bắn rất là gắt luôn. Đó các bạn thấy không? Thấy không? Mình bắn hôm trước thì thấy nhiều bạn khen mình, nhau anh bắn chuẩn thế, anh bắn chưa một chuẩn thế, đậu xanh. Mình cứ cười mãi thôi. Sướng các bạn ạ. Sướng như là con cá nướng vậy. Ôi đông quá. Sao bên kia đông quá vậy? Hãy xem hai ET bay vào vị tướng. Đậu xanh nhà nó hết chiêu. Ôi. Anh ơi. Giết cái con gọi là Kali, cái con gọi là Vera này. Cái đậu xanh nào rốt tên mình kia nó xanh quá các bạn ơi. Hãy xem ta đây, lao vào sấy vào mông nè. Úi giời ơi, đấy, đừng có hôn nhau. Trời, đậu xanh bấm chừng trị không được nó luôn, tưng thế nhá. Úi giời ơi, biết thế. Thề luôn, pha đấy là mình tính giết con Vera. Nhưng mà anh mà Vera nó lại nhiều máu quá. Cái đầu xanh pha đấy mà mình dồn chết cái con Nacros bên kia là có khi là mượt rồi đấy ha. Nacros bay vào như một vị thần nhưng mà bị Vera chết. Cho một phát chết như một thằng đần luôn rồi. 5-0-4 thế này thì làm sao mà mình có thể giành được MVP đây. Chết tôi rồi. Một phút bất cẩn là gọi là tự sự nghiệp nó tiêu tan luôn đấy. Chết. Anh em ơi, hổ báo quá. Tỏ thề luôn, mình chơi hổ báo vãi trưởng ra. Các bạn thấy mình chơi hổ báo không? Cái lối chơi của mình từ xưa đến giờ, từ khi gọi là từ lúc mà là làm clip đến giờ đấy, nếu các bạn nào để ý kỹ, các bạn để ý kỹ, nếu mà các bạn xem clip mà gọi là kiểu như là soi cách di chuyển của mình, để ý kỹ các bạn thấy rằng mình không có ngán đâu đấy, thật sự luôn. Mặc dù bên kia là 1v1 là mình chơi đó, chơi là chơi, chết khỏi phải biến về à. Đó đúng là một cái khác gọi là cái phong cách gọi là tính toán ngao ngơ trên cành bơ. Bởi vậy đôi ra nhiều lúc cơ gọi là mình mà gặp tem không hiểu ý là mình lao lên á, mình lao lên là nó đứng chạy về, là cuối cùng là mình chết ngắt cho nó đó. Ví dụ tem mình 3 thằng, tem mình kia 3 thằng là mình chơi à, mình chơi là mình bay vô à, mình bay vô là mình guốc à. Cái đậu xanh tem mình nó thấy rồi, ôi bên kia nó 3 thằng, ôi giời tôi sợ quá chạy. Ê, mẹ, con rồng này mình bắn phát nào đây, mẹ thốn phát đó là thế nào nhở? Thế hiểu luôn, cái con rồng này bắn phát chết luôn kìa các bạn. Ui giời ơi, bắn hai đúng 2 lần sử dụng chiêu một cái chết luôn này. Thì Vera này xài chiêu thế mà hụt vãi cả trưởng ạ. Hụt ạ. Thôi, không thể tin được, thế mà hụt luôn kìa. Rồi, Toro này, hãy xem Toro đây. Eo ơi, các bạn thấy mình bắn cắt đâu. Ôi ôi, chí mạng kìa, sát thương chuẩn kìa. Ôi ôi ôi, Toro nó chết dẹp luôn đấy. Bắn kinh, không chịu được các bạn ơi. Các bạn có thể thấy vào đấy Toro không? Con Toro là cái con thuộc dạng châu bò, thuộc dạng là nhất nhì của Liên Quân Mobile. Mà mình bắn nó mau nó tụt mà không phanh luôn các bạn ạ. Rồi xong, tem bạn ở đường trên sẽ bị nằm xuống thôi. Hãy xem bắn heo chết đây, sấy vào mông nè. Tiếp theo sẽ tới là vị tướng Vera. Trời ơi, chết nhanh quá. Arum sắp ra rồi, chắc là con đốt không đẩy được cái trụ đâu. Lên luôn Ginu ơi, bỏ đi. Bạn cứ đi theo tới đi, Vera về rồi. Arum nó cũng sắp ra rồi kìa. Kệ đi, trời ơi Ginu ơi. Bạn về làm cái gì, bạn cứ đi theo mình như này. Đấy, bạn chỉ cần theo mình thôi. Cái thế giới này cứ để mình lo, mình tỉa hết nha. Không có Ginu thôi, mình đi về đây. Chứ bây giờ mình cứ lao lên một cái vậy, 2-1 không trột cũng què. Gặp ai không gặp, gặp con ngũ không có đập cho cái thì ui giời ơi, răng không còn bắn cháo chứ đừng có nói là gọi là gặp ngũ không có đập đau các bạn ạ. Tính ra thì vị tướng 2 te không có cần con bùa lưu cho lắm, nhưng mà hiện tại thì mình nó không ai ăn bùa lưu, đâm ra thì mình phải cố gắng mình ăn thôi các bạn ạ. Đấy, có muốn ăn đâu, nhưng mà bây giờ thời thế ép buộc mà không ăn thì để cho tem bạn nó chạy qua nó cướp thì cũng thế. Nếu mà vị tướng 2AT này đi vào gọi là rất là khó để có thể gọi là bị người ta bắt. Các bạn biết sao không? Tại vì nó có cái nội tại. Đó. Nếu như trong bụi cối lùi kia địch á, nó sẽ ở bên vùng quanh vị tướng 2AT, nó hiện ra một cái vòng. Đó, vòng thâm quầng đó. Ôi giời ơi. Mẹ biết là mình biết trong đó có địch rồi. Có địch thì mình chạy thôi. Có gì đâu mà căng nhờ. Chết nè. Rồi đông quá. Rồi ôi, tem bạn đông quá. Trời ơi, chưa một đâu rồi. Hồi nối năng đi. Cho tao bắn cái coi. Bắn chết quéo cũng của Toro luôn kìa. Gắt chưa? Các bạn thấy gắt chưa? Ôi trời ơi. Ôi giời, mẹ trụ bắn đau thế. Hãy xem tôi đây. Ôi giời, bắn biu. Đéo chung ai mà cứ biu hoài. Mẹ hết mana luôn kìa. Hết nội năng luôn kìa. Biu. Bắn qua 2 cái trúng. Đầu xanh nó nội năng của tôi đâu rồi? Chết rồi. Có địch ở đâu ấy? Có được rồi, chết Kali này, Vera này, hãy xem tới đây, ơi, hết đội đang rồi, chiều cuối ơi, em muốn bay qua bức tường, mà đấy hơi bị ngu luôn các bạn ạ, cái vào đấy mình lướt chiêu 2 lên mình đánh tường thôi, cái đầu xanh mình đứng mình bắn cái chiêu 1, piu, cuối cùng hụt hết trơn luôn, trời đất ơi, ngu người thế là cùng rồi chứ. Và đây là mình lao lên chiêu 2, mình bắn thường thôi, không cần thay chiêu 1. Ôi dồi ôi, lạm dụng chiêu 1 quá. Làm pha đấy hết nội năng, nó chết như là chết mất giác luôn. Nó tức chứ từng thấy luôn, cái trời. Ứng chế vãi cả lều luôn các bạn ạ. Ở ơi, ngu quá. Đúng là một cái pha xử lý mà ngáo ngơ trên cành bơ mà.
AAT là một vị tướng rất là mạnh nha. Các bạn có thể để ý ra thì những rank cao bây giờ bắt đầu cấm AAT đã. Mình đã nói trước rồi mà, đây là chùm xạ thủ ở phiên bản lần này luôn. Chùm xạ thủ luôn. Nói thẳng luôn, chùm xạ thủ luôn. John thì rất là mạnh nhưng mà bị giảm sức mạnh rồi. Ui giời ơi, em tới đây, hãy xem ta đây. Chết Toro này, chết Toro này. Đứng lại anh Toro ơi. Mẹ nó bật cái chiêu cuối từ nãy đến giờ, mà từ giờ cho đến trưa luôn. Thế mèo nào nó lại không ăn được. Đậu xanh bị Nakroth nó giết mình. Trời ơi, mình ham ăn ăn mạng con Toro quá, lại bỏ qua con Nakroth. Giờ anh Nakroth nha, nhớ mặt nhau nha. Nhìn cái mặt em này, nhìn cái mặt em này. Em sướng quá. Kimochi. Ừ, hai cái tè. Sợ y cư. Quá dở rồi. Giờ không sao, yên tâm, anh em cứ yên tâm. Thì tâm nãy giờ mình chỉ gọi là giả bộ âm mạng cho đội bạn chủ quan thôi. Tèo nát giữ trụ giùm mình bạn ơi. Giữ trụ thôi, đừng có đánh nhau làm gì. Để mình ra đây, mình sẽ hấp diêm nó. Ôi giời, nó vào băng trụ, nó giết tèo nát luôn á. Ôi trời ơi, cái anh Nakroth bên kia, anh ấy bị gọi là bét nhập à. Hay sao mà đánh ghê vậy. Nó băng trụ luôn, đầu xanh. Trên quế quân của tèo nát luôn. Bây giờ mình sẽ lên cho nó ra bộ mạnh nè, đó. Thanh kiếm xong rồi áo choàng băng giá nha. Các bạn cứ lên trang bị giống mình ý. Mình hứa với các bạn đảm bảo đánh bá đạo luôn. Hiện tại thì team bên kia không có ai ở đây. Không có ai ở đây. Có lẽ mình sẽ solo con tà thần cho các bạn xem ha. Các bạn có thích không? Thích không? Thích là thích, thích à. Không cần phải khiêu khích. Chơi luôn, solo tà thần cho các bạn xem luôn. Chết này. Phút thứ 11 rồi, thừa sức trang bị gọi là 5 món. Thừa sức solo con tà thần cho các bạn xem luôn ấy. Này, ui ở lướt chiều 2 nó tăng đam chứ. Ngu thế, sao đi một chỗ nhở. Ui trời ơi, vãi cả lèo ạ. Ui ôi, bắn kìa, sướng thế, sướng không chịu được. Đấy, các bạn thấy mình solo tà thần kia không? Hồi hồi, quá dữ luôn đấy chứ, dữ là dữ thế nào. Quá đáng sợ luôn đấy chứ. Tại sao lại không, đúng không? Chết. Ui trời ơi, pha đấy là sai chưa một. Sai rồi đó, lạch lạc rồi đó. Đây, cơ hội đây rồi. Ui trời ơi, chết luôn rồi còn đâu. Bạn Gindu ơi. Chết này. Rồi, mẹ Nakroth này, mày đứng lại cho anh Hảo cái ơi. Đứng lại cho em ơi. Em phê quá đấy anh ơi. Anh gì đó ơi, em phê quá rồi. Ui giời ơi, Kimochi. Ui giời ơi, y cưa. Này thì bay vào này, tập bắn cho chết này. Tô con nhà bà Rô cũng không sống được đâu nha. Hãy xem ta đây. Chết. Rồi, hai kêu rồi. Hãy xa. Quá đáng sợ rồi. Triple kill rồi, ra cho xin cái qua la coi nào. Triple kill, quá đáng kêu. Quá dữ rồi, trời ơi, quá đáng sợ là nào ơi. Qua đáng kêu về quá, xem được mega rồi. Buồn quá trời luôn. Thôi kệ, không sao, được cái qua la kêu cũng mừng. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đi chơi, không quên nhiệm vụ nha. Cho mình xin một like cái nào. Đó, rồi mình đi chơi tiếp. Đấy, ngon ngay. Bye bye.